Quần áo là thứ có thể cũ đối với người này nhưng lại là mới đối với người khác. Tại các nước Đông Âu, quần áo đã qua sử dụng là một mặt hàng được nhiều người ưa chuộng và các nhà bán lẻ cũng rất ăn nên làm ra khi khai thác mảng kinh doanh này. Một chiếc xe tải chở những bộ quần áo cũ đang trên đường đến Hungary từ hướng Tây. Những bộ quần áo này được phân loại và vận chuyển đến những cửa hàng bán quần áo cũ trong thành phố. Thị trường cho mặt bằng này đang bùng nổ và tiệm quần áo Hada đang hốt bạc nhờ kinh doanh trong lĩnh vực này. Hada là một trong ba chuỗi cửa hàng bán quần áo cũ tại Hungary. Ông Giri Hada, chủ cửa hàng Hada cho biết, trả từ 9 đến 20 đô la một ký quần áo cho mỗi kiện hàng. Chúng tôi bắt đầu từ số 0, 19 năm sau chúng tôi đã trở thành một công ty lớn, mở được 62 cửa hàng và cung cấp việc làm cho 900 người. Hình thức kinh doanh này rất được ưa chuộng bởi nhờ nó mà mọi người tiết kiệm được khá nhiều. Tôi không tính chính xác nhưng tôi tiết kiệm được một khoản kha khá khi mua sắm tại đây. Một người khác cho biết bà thích mua hàng tại đây vì quần áo rất khác biệt so với những nơi khác. Giá cả rất hợp lý nhưng điều quan trọng là có nhiều thứ rất hay ho ở đây mà tôi không tìm được ở những nơi khác. Nhập quần áo từ Vương quốc Anh, Hada phân loại và bán lại cho người dân ở những vùng hẻo lánh. Quần áo đã qua sử dụng là thứ hàng hóa phổ biến và rất được mọi người ưa chuộng tại các nước Đông Âu. Tại Bulgaria, nơi nền kinh tế bị tổn thương bởi khủng hoảng Ukraine, một nhà bán lẻ quần áo cũ có đến 50 cửa hàng ở ba quốc gia.